Nhận định, soi kèo Legends với Malaga, 2 giờ ngày 25 tháng 5, vòng 41 giải hạng nhì Tây Ban Nha. Phong độ trong thời gian gần đây của Leganés được đánh giá cao hơn Malaga rất nhiều. Không khó để dự đoán cục diện của trận đấu này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau 40 vòng đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha, Legends đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 67 điểm. Thế nhưng khoảng cách với đội thứ nhì Mallorca đã là 11 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nên Legends chỉ còn hy vọng vào vòng play-off tranh suất thăng hạng cuối cùng. Không những thế, Legends còn đang bằng điểm với cả hai đội đứng ngay sau và cũng chỉ hơn đội thứ 7 có 3 điểm nên phải cần ít nhất 3 điểm trong 2 trận còn lại để chắc chắn có mặt trong top 6. Hiện Legends đang bất bại ở 5 trận gần đây nhưng chỉ có được 2 trận thắng, để hòa 3 trận. Ngay cả trên sân nhà Legends cũng chỉ thắng 2, hòa 2 sau 4 trận gần nhất tại đây. Trong khi đó Malaga chỉ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 50 điểm cũng sau 40 vòng đấu. Hiện Malaga đang có bằng điểm với 5 đội bóng khác, nhưng đã hơn nhóm cầm đèn đỏ tới 9 điểm nên đã chắc chắn trụ hạng. Có lẽ cũng chính vì điều này nên đội bóng có tâm lý buông xuôi khi ở 5 vòng đấu vừa qua Malaga chỉ có được 1 trận hòa, để thua cả 4 trận còn lại. Trên sân khách sau 2 trận thắng và 2 trận hòa, Malaga cũng để thua ở 2 lần du đấu gần nhất. Soi tỷ lệ kèo châu Á, với vị thế hơn hẳn đối thủ đồng thời được thi đấu trên sân nhà nên hoàn toàn dễ hiểu khi Legends được đánh giá là đội cửa trên. Không những thế, kèo chấp còn ở mức cao khi lên đến -1. Rõ ràng Legends vẫn đang còn mục tiêu giành điểm ở 2 trận đấu còn lại, trong khi Malaga đã chỉ còn thi đấu vì thủ tục. Ngoài ra ở vòng đấu cuối cùng Legends sẽ phải làm khách trên sân của Zaragoza nên đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất để đội chủ nhà giành trọn cả 3 điểm.